Một người kinh doanh phải có đạo đức trong cái việc kinh doanh của mình. Đạo đức là điều quan trọng cho chúng ta. Phần lớn khi mà chúng ta kinh doanh xưa nay đó, người ta nói cái câu là vi phú bất nhân, có phải không? Làm giàu là ác. Các vị có đồng tình câu này không? Cái câu vi phú bất nhân là câu này như một câu tục ngữ à, từ rất lâu rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng, có đúng không? Ở đây các doanh nghiệp của chúng ta trả lời với thầy á, đúng không? À, người đúng người không là sao? Tôi không có làm kinh tế, tôi không có biết à. Tôi là thầy tu. Ở đây tại sao muốn nói về điều đó? Sự thật ra với các vị, cái câu này như một lời cảnh báo. Nhưng mà để gọi là cái câu này như một thước đo cho tất cả những nhà doanh nghiệp là bậy bạ, là sai lầm. Ở đây người ta nói di phú bất nhân có nghĩa là làm giàu là phường lớn là ác á. Thì ở đây người ta nói để phản ánh với một thời kỳ địa chủ á. Những cái người địa chủ bóc lột, đàn áp người ta, tất cả mọi thứ, cái hành động đó, đó làm giàu trên sự mà bất nhân bất nghĩa như vậy đó, thì người ta mới gọi là vi phú bất nhân. Bên cạnh đó có những hành động mà làm giàu mà nghề ác á, thì nó cũng có một vài trường hợp. Còn phần lớn bây giờ là cái thời kỳ mà kinh tế thị trường đa dạng, chúng ta có quá nhiều thứ để kinh doanh, và không có nghĩa là chúng ta kinh doanh là ác. Chúng ta nghĩ là như vậy, chúng ta tự làm ra những đồng tiền theo cái đạo đức, lương tâm, tài năng, trí tuệ, sức lực của chúng ta, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà ở đây trong cái việc kinh doanh, chúng ta cần phải có đạo đức. Để chi vậy? Đạo đức không tạo ra được kinh tế cho các vị. Các vị nên nhớ là như vậy nha. Đạo đức không tạo ra được kinh tế cho các vị, nhưng nó là nền tảng để bảo vệ kinh tế cho các vị được ổn định và cường thịnh lâu dài. Đây là điều các vị phải để ý à. Nếu ở đây chúng ta quá thực tế, tức là chúng ta nói à, chúng ta làm đạo đức để được cái gì à, tất cả mọi thứ tôi được cái gì, bây giờ tôi làm tốt, tôi sống chân thật, sản phẩm này tôi bán bằng thật này kia kia nọ, tất cả tôi phải nói như thế này, tôi nói sao tôi bán vậy này kia kia nọ, tôi lấy gì tôi ăn à, tôi phải nói đường tôi bán ngã tôi mới sống được chứ. Chất lượng tôi ví dụ mà vàng mà 3 số 9 nhưng mà tôi làm chừng 3 số 3 thôi, ví dụ vậy. Tôi không biết có phải nói đúng mà nói bậy nữa không. Thì tôi ví dụ như vậy đó nè. Tất cả những cái gì thay vì chất lượng nó 10 như vậy mà tôi làm chừng 7 thôi, mà tôi giới thiệu 10, như vậy tôi mới sống được chứ, vân vân. Các vị có những suy nghĩ như vậy. Như vậy có chắc rằng suy nghĩ các vị vậy là đúng chưa? Thực tế có thể các vị bán ra một sản phẩm, các vị có lời đó, có lời so với cái đồng vốn các vị bỏ ra rất nhiều đó. Bởi vì các vị ăn gian trong cái việc đó đó. Thậm chí có các vị có thể giảm giá để mà cạnh tranh với người khác. Người khác ra sản phẩm đó, ta cũng giống y chang vậy. Người ta bán 5 đồng, chúng ta ra, chúng ta bớt ở trong đó, thành ra chúng ta hạ giá còn 4 đồng rưỡi. Dĩ nhiên về khách hàng cũng phải thấy cái nào giá rẻ thích hơn chứ, đúng không? À, hàng Việt Nam giá rẻ mà chất lượng cao mà. À, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, nếu chúng ta có quan niệm như vậy, tôi đồng ý rằng rất là thật. Nhưng mà tôi nói với các vị, những cái này là hình ảnh thật nè. Cái chuyện sữa của Trung Quốc, họ làm những cái hóa chất để gây sỏi thận cho trẻ con. Như vậy họ có lời không? Thực tế là khi họ chế sữa ra họ có lời không? Nhưng cuối cùng kinh doanh đó của họ đi tới đâu? Dĩ nhiên là lời đã xuất thành phẩm ra đi khắp nơi trên thế giới. Lời vô cùng. Nhưng lời đó để làm gì? Và bản thân của doanh nghiệp họ, cả công ty, cả mọi cái nơi xí nghiệp sản xuất của họ, tất cả mọi thứ trở thành cái gì? Ở đây chúng ta tự trả lời lấy được rồi. Gạo của Trung Quốc, phải không? Ta sản xuất gạo như Thái Lan đồ này kia kia nọ, tất cả mọi thứ gạo Ấn Độ rồi đó nhập vào chúng ta rất là nhiều. Nhưng bây giờ có những loại gạo của Trung Quốc xuất phẩm qua đây là gì? Làm từ khoai và tất cả các loại hóa chất, các loại chất nhựa khác để tạo ra ra gạo. Hay là trứng à, những loại trứng gà bằng những loại hóa chất để tạo ra trứng. Họ có lời không? Lời không? Lợi, dĩ nhiên kinh doanh bằng cái dối trá vậy lời. Nhưng mà được bao lâu? Và cái lời đó để làm gì? Ở đây những bài học lớn trong cuộc đời chúng ta học được họ. Chúng ta không chi trả nào về đồng tiền về những bài học này. Nhưng mà chúng ta có một suy nghĩ rất lớn cho chúng ta, để ngẫm nghĩ cho con đường làm thương trường của chúng ta. Tôi có những cô đệ tử cổ kinh doanh về đám cưới nhà hàng chẳng hạn. Sự thật ra cái thời kỳ kinh tế suy thoái, những cái nơi khác người ta đều giảm giá,
như bản thân của cô không giảm giá, vẫn giữ y mức đó. Nhưng trái lại, tại sao cô vẫn kinh doanh một cách tốt đẹp và người ta vẫn đến ào ào như vậy, cho dù những nơi khác giảm giá hơn? Tại sao vậy? Tại trong thời buổi này nếu giảm giá thì chất lượng cái đó nó phải giảm theo. Và vì vậy ở đây khi người ta giữ cái mức độ giá đó là người ta gì? Ta bảo vệ cái chất lượng của sản phẩm, người ta tự tin một cách như vậy. Thì ai có thưởng thức, người ta đều biết. Con người chúng ta có khối óc, có tư duy, có hiểu biết. Chứ không phải là mình nghĩ rằng mình làm như vậy là người ta khùng. Xã hội này có người nói, có người không nói, nhưng mà người ta không phải là người khùng. Nhưng nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây khi cái chất lượng thực như vậy, người ta đến như vậy, người ta đã đặt niềm tin vào mình, thì cái việc đó người ta hoàn toàn giữa mình và khách hàng thương lượng một cách hợp tình hợp lý. Và nếu mình có niềm tin với khách hàng thì mình làm ăn được thôi chứ đâu có gì đâu. Như vậy thì ở đây không cần bớt chất lượng để chúng ta giảm giá. Giảm giá thì về mặt hình thức chúng ta thấy giống như rẻ, nhưng về chất lượng nó lại không bằng. Khi con người người ta thưởng thức, người ta sẽ biết chứ. Vì vậy ở đây về mặt đạo đức trong kinh doanh là một điều vô cùng quan trọng. Nó không tạo ra cho các vị đồng tiền, nó không tạo ra cho các vị kinh tế, nhưng nó là cái cách để giữ cho các vị có đồng tiền, có kinh tế được dài lâu. Và đó là cái cách để chúng ta thấy an lạc, tự tin, nhẹ nhàng trong tất cả các loại sản phẩm của mình. Mình không cần phải lo sợ gì cả. Mình kinh doanh gian dối mình sẽ bất an, và đồng thời mình phải cố tình tạo ra nhiều thứ để mình giữ tất cả các khách hàng bằng nhiều thủ đoạn. Nhưng làm sao giữ được? Các vị nên nhớ là như vậy. Đôi bàn tay của chúng ta nhỏ bé lắm, không thể ôm hết được bầu trời. Đó là một nguyên tắc trong cuộc đời.